chặt các bạn đến tin nhanh 24/7. Một giá trị MV Aquista ra mắt phiên bản Rutan 1000 AA 2020, số chứng minh ngoại hình siêu siêu đẹp. Các chiếc MV Aquista Rutan 1000 AA 2020 phiên bản mới nhất đã chính thức được ra mắt với hai phiên bản dễ dàng cho khách hàng lựa chọn: phiên bản đỏ đen và vàng đen, và một vài chi tiết carbon nhám rất là cao cấp được ốp trên xe. Trước đây, hãng MV Aquista cũng đã từng khiến cho những biker trên thế giới rất là sốt khi ra mắt một phiên bản đặc biệt, số lượng giới hạn đúng một chiếc duy nhất ở trên thế giới, chính là phiên bản Rutan 1000 AA ML. Và sáng nay, phiên bản thương mại chính thức của Rutan 1000 AA 2020 đã chính thức được ra mắt. Số chứng minh kết có động cơ là 998cc, 4 sành thẳng hàng. Động cơ tạo ra một công suất là 208 hp, ở ngưỡng mùng tua là 13.000 vòng trên phút. Moment tức đại 116.5 Nm, ở ngưỡng mùng tua là 11.000 vòng trên phút. Thiết kế kiểu XF là tính thuần túy đáng kể nhất của Rutan 1000 AA. Phần thân xe hầu như không có cốc chết. Cái chiếc Rutan 1000 AA 2020 như một cái tác phẩm nghệ thuật thực thụ, kết hợp cùng hàng loạt những trang bị cao cấp như là heo đến từ hãng Rainbow, hệ thống đèn Funes, màn hình TFT 5 inch rất hiện đại, cái buộc điện tử đến từ Holden AESIC, phuộc sau là Holden TX, và lực tay lái chỉnh điện cũng đến từ hãng Holden. Tuy là cái dòng Hibernate, nhưng theo chúng tôi tham khảo, Rutan 1000 AA 2020 có thể đạt được tốc độ đa là hơn 300 km/h. Xe được trang bị tay ga điện, cùng với những chế độ lái bao gồm Sport, Trail, Race và Custom. Cái ngoại với những công nghệ như Traction Control, Launch Control, chấm mức độ vân. Phiên bản MV Rutan 1000 AA 2010 có thể kết nối với smartphone bằng Bluetooth thông qua ứng dụng SmileRay App. Hệ thống ống xả nguyên bản đến từ hãng Aros với thiết kế là 414 khá độc đáo. Và giá của chiếc MV Aquista Rutan 1000 AA 2020 được bán tại thị trường châu Âu được công bố ở mức giá là khoảng 30.000 euro, tương đương gần là 784 triệu Việt Nam đồng, và bắt đầu sẽ bàn giao đến hàng trong tuần tháng 7 năm 2020. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, đừng quên tiếp nhấn like và subscribe.